Đây là ba sào lúa nước của anh Nay Ikem ở Buôn Thinh, xã Etron, huyện Sông Hinh. Lúa được tưới từ đập dân thủy lợi. Tuy nhiên vào đúng giai đoạn phát triển mạnh nhất của cây lúa thì nước đã cạn kiệt. Để cứu lúa, anh Ikem phải tất bật ngược xuôi mới mượn được máy bơm nước chống hạn cho lúa. Vất vả nhỉ, như ruộng em đây thì ít nhất phải 2 ngày thì nó mới đấy. Nhưng mà phải thức khuya hoặc là trưa thì phải không ngủ trưa mới đủ nước này. Trước đó, hàng chục hộ dân ở Buôn Ken, xã E Bá bất lực nhìn lúa chuyển màu vì không còn nguồn nước để bơm tưới. Những ruộng lúa tưởng chừng bỏ đi này nay đã hồi sinh nhờ những máy bơm cơ động công suất lớn của huyện nối tiếp nhau đẩy nước ngược dốc từ lòng hồ thủy điện sông Ba Hà. Hết sức quan tâm cho bà con vậy quá tốt, cho mà nhờ cái đấy cho không có đấy chắc quá không miếng cơm ăn á. Phòng nông nghiệp đã sử dụng bốn máy bơm, tức là bơm truyền từ các trạm lên đây thì sử dụng là bốn máy dầu D28 và hơn 1.700 mét ống để mà dẫn nước. Huyện Sông Hinh cả năm đập dân 6 trạm bơm và hơn chục hồ thủy lợi, hơn 2 tháng không mưa, cộng với gió nam thổi mạnh khiến các đập dân thiếu hụt nguồn nước trầm trọng, các hồ thủy lợi cũng đang trong tình trạng báo động đỏ. Để khắc phục hạn hán, huyện Sông Hinh đã điều động các tổ thủy nông bám trụ các điểm khô hạn để điều tiết nước cứu lúa. Bạn đỡ mà cứu lúa thì chúng tôi cũng phải duy trì cái việc đó là bơm nước đỡ mà cứu lúa, nhưng mà phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch theo đúng như tinh thần chỉ đạo của chỉ thị 16. Vụ hè thu năm nay, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có 1.600 hecta lúa, hơn một nửa trong số đó ở vùng dân tộc thiểu số. Những giải pháp khẩn cấp đã giúp người dân phần nào yên tâm vừa sản xuất vừa chống dịch. Tuy nhiên, nếu thời tiết không thay đổi, nắng hạn tiếp tục kéo dài, việc chống hạn sẽ còn gặp nhiều khó khăn.